Thì trong quá trình banh bóng á, thì ngồi ra thời gian rảnh á, thì anh ta cũng có viết một cái tool nó hỗ trợ anh em MOBI mình nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn là cái tool CR7 Remdit. Alo, xin chào các bạn. Mình đang có cái con iPhone mà nó bị khóa kích hoạt cho chủ sở hữu nè. Nó bị dính tài khoản iCloud á, không có active vô menu được nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái tool chạy trên Windows á, mình thấy nó khá là hay. Con này là iPhone 7 Plus nè, 15.7.8. Tình trạng là bị khóa iCloud rồi. Thì các bạn nhìn hình thì các bạn biết cầu thủ này chứ gì. Hôm giờ anh ta chuyển qua câu lạc bộ Miami nè. Đá khét quá các bạn ơi, chặng nào cũng lụm một hai trái đó. Thì trong khi anh ta đá hay á, thì anh 7 của chúng ta nè, anh CR7 nè, thì cũng khá là buồn ha. Anh có cầm điện thoại anh gọi cho mình, anh chia sẻ là dạng như hổm giờ bị chấn thương nhẹ sao các bạn, đá đấm rồi nó cũng không có được nét lắm á. Thì anh ta nói mình sẽ cố gắng hơn. Thì trong quá trình banh bóng á, thì ngồi ra thời gian rảnh á, thì anh ta cũng có viết một cái tool nó hỗ trợ anh em MOBI mình nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn là cái tool CR7 Remdit. Tool này hiện tại hoàn toàn free nha các bạn. CR7 Remdit. Rồi mình để đó. Trở lại cái bao tool. Tiếp tục mình mở cái Device Manager lên. Mình kiểm tra coi driver rồi nhận đầy đủ chưa. Mình mở cái tool mình bypass nha các bạn. Quá chuẩn luôn. Các bạn nhớ phải cài driver đầy đủ nha. Mấy cái bước này bước cơ bản, nhiều lúc các bạn nhờ mình hỗ trợ mà mình thấy máy tính các bạn thiếu tùm lum tùm la driver, mình cũng biết hỗ trợ từ đâu ha. Rồi bây giờ mình giải nén, mở cái tool CR7 ra. Thật ra cái tool này là cái tool 007 các bạn. Nói chung kệ nó các bạn, không quan trọng đâu. Miễn có 7 là được rồi. Miễn có số 7 là được các bạn ha. Vì giao diện cái tool đó thì nó như trên màn hình. Mình làm barcode thì mình làm bên phần barcode. Hello thì mình làm phần hello. Các bạn đọc qua cái hướng dẫn ở trên tool nha. Thì đầu tiên á, thì như thường lệ á, ví dụ cái tool nó chưa có nhận cái máy á, mình phải check cái máy qua một lần nha, để cho cái tool nó nhận cái máy, chứ giờ nó chưa nhận sao các bạn làm việc. Chết nè. Rồi cái tool nó đọc qua cái điện thoại của mình. Khi nó nhận đầy đủ á, thì mình bắt đầu bypass hello. Mời đẹp. Bypass hello thì nói chung á, thì mình cũng làm như những cái tool khác các bạn. Đầu tiên là mình phải get cái file hello, mình bắt cúp cái file hello á. Thì bypass không cần đổi số seri thì chọn không đổi số seri. Thì mình đợi nó bắt cúp hello. Thành công á, thì mình tiến hành mình power init rồi mình ram disk ha. Rồi get hello thành công nè. Ok. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi giờ mình vô chế độ power init các bạn. Vô power init thì thường thường là mình phải vô recovery trước. Rồi để power mình chạy cho nó chuẩn nha. Thì hiện tại trên tool thì nó có làm luôn cái nhiệm vụ đó các bạn. Bấm vô để power helper nè, các bạn bấm vô là tự động nó đưa cái máy mình về chế độ recovery luôn. Rồi nó hướng dẫn mình vô depo luôn. Nói chung cái tool này nó khá là tiện ha. Tất cả trong một luôn các bạn. Hiện tại mình làm cái tool này thì mình không có cần đăng ký mã ship nha. Mình cứ bấm mà chạy thôi. Ngon lành cành đào các bạn ơi. Rồi tiếp tục mình vô depo. Vô depo thì các bạn chịu khó vô cho nó chính xác ha. Để cái tool nó làm việc cho nó tránh bị lỗi lặt vặt á. Mình phải làm lại nó hơi mất thời gian. Vô depo thành công nè. Cái tool nó báo lỗi gì đây, thật ra là do cái driver nó chưa có nhận các bạn. Nó bị kẹt cái USB rồi. Xin lỗi các bạn, nó bị kẹt cái driver depo nè. Mình phải đưa nó lại xuống cái driver USB nha. Tại mình làm nhiều điện thoại quá có khi nó bị kẹt á. Các bạn nhớ nhìn bên Device Manager mình kiểm tra kỹ nha. Nhiều lúc các bạn cứ nhanh tay bấm net quá nó lỗi từ lừa đó. Rồi giờ bắt đầu mình vô chế độ power net nè. Rồi các bạn bấm chết lại cái máy lần nữa. Khi nó thấy cái điện thoại đang ở chế độ depo là tự động nó vô bonus cho mình luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy nó ghi nè là đang ở chứ đang vô bonus á. Cái lúc này thì các bạn phải đợi nha. Tool này nó khá là hay. Mình nó thấy cái máy đang ở chế độ depo là tự động nó vô bonus cho mình luôn. Khi vô bonus thành công á thì cái tool nó báo thành công á, thì mình tiếp tục mình boot ram disk. iOS nào thì mình chọn iOS đó, mình boot ram disk rồi mình đặt tên thôi.
rồi các bạn đợi cho nó 30 minutes nha. Khi nó 30 minutes thành công á, 30 minutes thành công rồi các bạn thấy nó báo đo nè. Rồi cái bước thứ hai á, là mình boost ram disk. Boost ram disk thì mình chọn cái boost ram disk 15 thì mình chọn 15, 16 thì mình chọn 16 ha. Con này thì 15. Nhưng mà hiện tại trước khi boost các bạn thấy driver nó còn bị kẹt à. Mình phải chuyển xuống lại cái driver USB driver nha. Các bạn không chuyển là các bạn boost nó bị fail nha các bạn. Cái này các bạn phải kiểm tra trước nha. Trước khi các bạn nhắn tin hỏi thì mình phải làm những cái điều cơ bản trước nha các bạn. Nhiều lúc các bạn cứ bấm từ lưa hộp dưa nó lỗi thì các bạn hỏi mà mấy cái này thì mình thấy nó các bạn tại các bạn làm ẩu làm nhanh quá, các bạn cứ mỗi lần lỗi là các bạn nhắn tin hỏi chứ các bạn kiểm tra kỹ kỹ là các bạn làm được ha. Rồi mình đợi cho nó boot ram disk. Boot ram disk lúc này thì mình thấy nó khá là lâu, thực ra là nó tải cái file trên server về các bạn, tải cái file boot ram disk trên server về thì các bạn phải đợi nha. Trên kênh mình cũng có chia sẻ khá là nhiều video, các bạn rảnh thì các bạn xem để biết cách mình ba bát hello hay là bát code ha. Thì các bạn đợi cho nó boot ram disk đi, các bạn nên mở cái device manager lên nha để mình chạy mình nhìn cho nó dễ nha. Nope. Rồi các bạn nếu thấy cái gì khó khăn hay gì các bạn cứ nhắn tin cho mình sẽ hỗ trợ giúp các bạn ha. Rồi nó đang boot rồi các bạn, rồi các bạn đợi cho nó boot ram disk, gửi file gì đó kệ nó, nó báo ok sẽ full, ok sẽ full, mấy cái chữ đó là nhìn thấy mát con mắt rồi các bạn ơi. Phải cả đái nữa luôn. Khi nó boot ram disk thành công á thì những câu lệnh trên điện thoại nó sẽ sáng đèn ha. Nói chung bước này thì mình chạy nó khá là lâu thì các bạn cứ đợi cho nó chạy đi, tại vì cái file này file tải từ server chủ và tùy thuộc vào cái mạng internet nữa nha các bạn. Mạng nhanh thì nó tải nhanh, mạng chậm thì các bạn phải đợi ha. Rồi boot ram disk thành công nè, rồi nó SSH cho mình luôn. Tool này hiện tại mình thấy ngon cơm á các bạn. Các bạn tải về thì các bạn chạy. Hiện tại mình chia sẻ những cái video hay là những cái tool đó là hoàn toàn free nha các bạn. Mình không có tính phí ha. Các bạn nhớ nha. Mình cũng chẳng có bán giải pháp hay gì hết các bạn ơi. Mình chia sẻ hoàn toàn free thôi. Chứ còn anh em bị những tài khoản khác nó giả danh mình hay gì, nó lừa hay gì, cái đó mình không biết nha. Mình chia sẻ hoàn toàn free, còn các bạn nhờ mình hỗ trợ hay là nhờ mình ba bát giùm à, thì cái đó mình phải tính phí rồi. Dễ hiểu mà các bạn, mình phải trả tiền điện tiền nước nữa thôi. Cái đó rất là bình thường ha. Chứ còn các bạn nói miễn phí mà sao lấy tiền thì cái đó không có đúng các bạn ơi. Còn điện nước thì ai lo trả. Hôm nay mấy bạn hiểu vậy là được rồi. Còn free mình chia sẻ free, các bạn cứ tải về chạy thôi. Video có hướng dẫn trên kênh khá là chi tiết. Mình nói khá là rõ ràng và nó vui vẻ thôi anh em ha. Rồi cái lúc này thì mình chờ nó active cái máy đó các bạn. Rồi mình vô menu. Rồi mình kiểm tra tắt máy rồi rung lại, nhập tài khoản ID Apple hay gì đó. Rồi các bạn tha hồ mà các bạn test. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.